Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả một bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội tình cảm đời thực rất hay mang tên Hồn lễ đen tối. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi tôi và Hà Tiêu trao nhận cưới, cửa đại sảnh đột nhiên bị đẩy ra. Bố ơi! Hà Tiêu sững lại, chiếc nhẫn cưới mắc kẹt giữa ngón áp út, không lên không xuống, cực kỳ bối rối. Một người phụ nữ ăn mặc tinh tế dẫn theo một đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi đứng ở ngoài cửa. Người phụ nữ sau khi nhìn thấy quang cảnh trong đại sảnh thì lập tức đỏ khoe mắt. Chồng cô ấy đáng thương vô cùng, chỉ cần một giọt nước mắt như vậy đã khiến cho hà tiêu hoàn toàn quên mất đây là đám cưới của tôi và anh ấy người phụ nữ ôm lấy đứa trẻ vội vã quay lưng rời đi điềm điềm anh ấy cứ thế bỏ lại tôi đuổi theo người phụ nữ và đứa trẻ chiếc nhận cưới xoay một vòng tròn trên mặt đất rồi lăn đến chân người dẫn chương trình người dẫn chương trình vốn luôn linh hoạt và khéo léo cũng không biết phải nói gì bên dưới tiếng xì xào to nhỏ vang lên vô số ánh mắt thương hại chế nhạo đổ dồn về phía tôi tôi hoàn toàn trở thành trò cười đám cưới đầu tiên trong đời tôi cứ thế mà kết thúc bố của hà tiêu mặt mày xám xịt ra lệnh cho vệ sĩ đi bắt hà tiêu trở về mẹ của hà tiêu nói sẽ cho tôi một lời giải thích khuôn mặt vốn dĩ hiền hòa dễ gần giờ đây cũng không còn dễ nhìn nữa qua lời kể của những người bạn thân của hà tiêu tôi biết được đại khái sự việc đó là một trong những người bạn cũ của hà tiêu một người phụ nữ có nhan sắc nổi bật ngàn người có một hai người họ đã chia tay rồi quay lại nhiều lần nhưng cách đây sáu năm họ đã hoàn toàn kết thúc chỉ là không ai ngờ được cô ấy lại mang thai đứa con của anh ấy chị dâu a à, tiêu và cô ta chỉ chơi bời thôi sao mà so được với câu nói này e rằng chính cậu ấy cũng không tin nổi tôi đi vệ sinh một lát Mẹ của Hà Tiêu sợ tôi nghĩ quẩn, đề nghị đi cùng tôi. Không cần đâu, mẹ, con đợi Hà Tiêu quay trở về. Tôi thay bộ váy cưới rồi đi vào nhà vệ sinh. Trên đường đi, bị định cảnh chặn lại. Kéo vào một căn phòng trống. Tôi vùng vẫy dữ dội, nhưng anh ta lại ôm chặt lấy eo tôi. Giọng điệu đầy hà hê. Tôi quay video lại rồi, có muốn xem không? Anh ta đến đây để xem tôi bẽ mặt, trong mắt anh ta, người phụ nữ ham hư vinh này nhận lấy kết cục như bây giờ, làm sao mà anh ta không vui cho được đây. Tôi đá anh ta một cái lạnh lùng nói, tránh xa tôi ra. Anh ta không nghe lời tôi mà lại mở điện thoại ra, trên màn hình, người đàn ông lẽ ra phải cùng tôi đi chúc rượu các khách mời, giờ đây lại ôm đứa trẻ một tay, nắm tay người phụ nữ một tay, thản nhiên xuất hiện ở trung tâm thương mại cao cấp nhất thành phố, thật là một gia đình ba người ngọt ngào. Đình cảnh nhìn tôi, vẻ mặt đắc thắng. Làm ánh, bây giờ em hối hận rồi chứ? Dạo gần đây anh ta luôn tìm cách để khiến tôi không được yên ổn. Không, anh ta khẳng định tôi đang mạnh miệng, cười nhạo một tiếng. Có muốn cân nhắc đến tôi không? Dù tôi không thể cưới em, nhưng chắc chắn sẽ không để em chịu thiệt thòi như thế này. Hôm nay đứng trên sân khấu bị người ta chỉ trỏ cũng không khiến tôi cảm thấy quá xấu hổ. Nhưng những lời nói của anh ta lại như một con dao vừa nhanh vừa chuẩn đâm sâu vào tim tôi. Đình cảnh, tôi không có hứng thú với trò chơi tình cũ không dù cũng tới của anh. Anh ta vuốt về mái tóc của tôi trên gương mặt điển trai, sự chế giễu càng thêm rõ rệt. Có muốn tôi kể cho anh ta nghe về mối quan hệ của chúng ta không? Tôi bật cười thành tiếng, chúng ta có quan hệ gì? Thời học sinh yêu đương chỉ là trò chơi con nít thôi. Đình Cảnh là bạn trai cũ của tôi. Buồn cười là, sau khi tôi và Hà Tiêu bàn chuyện cưới hỏi thì mới biết, anh ta là bạn thân của Hà Tiêu. Hơn nữa, anh nghĩ anh ấy sẽ quan tâm sao? Hà Tiêu không hề thích tôi nhiều, chỉ là bố mẹ Hà Tiêu cảm thấy thích hợp nên anh ấy mới cầu hôn tôi. Tôi vùng ra khỏi Đinh Cảnh, quay người bước đi nếu như tôi nói cho anh ấy biết ba mẹ vợ của anh ấy là giả anh ấy cũng không quan tâm sao bước chân tôi trững lại quay đầu nhìn anh ta ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt của anh ta lạnh lùng và u ám tôi bị sự ghét bỏ và chế nhạo trong mắt anh ta làm cho đau đớn anh ấy không biết gì cả anh ấy không biết lý do tôi lấy hà tiêu chỉ là muốn dùng cách của mình thay cha lấy lại công bằng Tôi là đứa trẻ mà cha tôi nhặt được bên cạnh bãi rác. Ông là một công nhân vệ sinh, những năm trước khi làm việc ở công trường đã bị thương ở chân, đi lại tập tĩnh, không còn ông chủ nào muốn thuê ông nữa. Ông đơn độc lang thang trong thành phố, rồi bên cạnh thùng rác phát hiện ra tôi đang thoi thóp. Ông học cách là một người cha, trong đống đồ nát đã cho tôi một mái ấm. Ông cõng tôi đi quét đường, không có tiền mua sữa bột, đành nấu cháo gạo cho tôi ăn ông còn nói tôi là món quà trời ban tặng cho ông cuối cùng tôi cũng giống như bao đứa trẻ khác lớn lên đêm trước ngày khai giảng tiểu học ông đưa tôi đến trung tâm thương mại mua quần áo mua cặp sách mua đồ dùng học tập cho tôi ông đếm từng tờ từng tờ tiền khuôn mặt đen nhèm hiện lên nụ cười ông nói người khác có gì tôi cũng phải có phải ăn mặc đẹp đẽ mới không bị người khác coi thường khi đó tôi không hiểu ý nghĩa câu nói này, nhưng rất nhanh tôi đã hiểu ra, ngày nhà giáo hôm đó chỉ có tôi là không mua quà cho giáo viên. Chỉ có tôi là ngắt vài bông hoa giải đẹp bên đường, nhưng chưa kịp đưa, tiểu bàn đã cười và giật lấy hoa trong tay tôi, ngửi một cái rồi ném chúng xuống đất, dẫm nát bét. Cái thứ đồ rẻ mạt như vậy, mày cũng nghĩ ra được. Nhà mày nghèo như vậy, không bằng ra đường mà ăn xin đi. Sao cậu ta có thể nói ra những lời này chứ? Cậu ta đã hạ thấp công sức và nỗ lực của cha tôi xuống thành vô nghĩa. Mày câm miệng, cậu ta không nghe tôi, ngược lại càng đắc ý, mày và cha mày nên đi đến chỗ bọn ăn mày nên đến. Tôi bịt miệng tiểu bàn lại, tôi muốn cậu ta đừng nói nữa, nhưng cậu ta lại đá vào bụng tôi. Đó là lần đầu tiên tôi bị đánh, đau đến mức nước mắt tôi trào ra. Cô Ngô ơi, tiểu đường đánh người kìa. Tôi muốn nói không phải đâu là cậu ta đánh tôi trước nhưng tiểu bàn không cho tôi cơ hội nói cậu ta quật ngã tôi xuống đất ngồi trên người tôi bắt đầu đánh tôi cô giáo chậm rãi đi đến tách chúng tôi ra rồi gọi phụ huynh cha của tôi bị người ta chỉ vào mũi chửi là đồ nhặt rác ông không phản bác chỉ cười cười xin lỗi người đàn ông đó ngay lúc này tôi mới nhận ra người và người không giống nhau trong mắt họ nghèo là tội ác nguyên thủy cô giáo bảo chúng tôi bắt tay giảng hòa tôi không muốn cha phải cười như vậy nụ cười của ông thật xấu xí vì thế tôi liền đưa tay ra trước về phía tiểu bàn nhưng cha của tiểu bàn lại nói bắt tay gì chứ con bé này giống như gã nhặt rác đó toàn thân đều là vi khuẩn bẩn chết đi được cha tôi đột nhiên nổi giận nắm lấy tay ông ta bắt ông ta xin lỗi tôi cha của tiểu bàn hất tay ông ra khuôn mặt đầy biểu hiện của sự khinh miệt xin lỗi á hạng người như các người chính là bọn sâu mọt của xã hội ông đây một tháng đóng vài nghìn tệ tiền thuế đều bị đem đi nuôi các người mày sống được đến bây giờ đều nhờ công tao đấy mày còn muốn tao xin lỗi sao nước bọt của ông ta bắn đầy lên mặt tôi còn cha tôi thì thở hổn hển tức giận đến mức toàn thân run rẩy tôi nắm lấy nắm đấm đang siết chặt của ông cha ơi con đói rồi chúng ta về nhà được không ông khựng lại cúi đầu nhìn tôi tôi mỉm cười với ông ông nới lỏng nắm đấm đôi mắt lập tức đỏ hoe được trên đường về nhà, cha không trách mắng tôi. Ông chỉ bảo tôi, Dương Dương à, chúng ta phải học hành chăm chỉ, sau này mới trở thành người được người khác kính trọng. Tôi muốn ông cũng được người khác kính trọng. Tôi muốn ông có thể ngẩng cao đầu, ngồi trong nhà hàng sạch sẽ. Tôi muốn ông khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Nhưng tất cả những điều này không cách nào thực hiện được. Ông đã chết. Lúc đó tôi học lớp 4, đứng nhất lớp. Cha hỏi tôi muốn phần thường gì nào. Tôi ngẩng đầu nhìn ông, muốn ăn cánh gà Coca-Cola. Cha xoa đầu tôi cười bảo được. Tiếng kêu cứu đột ngột vang lên. Cứu mạng, cứu mạng, ai cứu tôi với? Dương Dương, con đợi ở đây, đừng chạy lung tung, cha sẽ quay lại ngay. Nói xong, ông loạn troạn, tập tĩnh chạy về phía bờ sông, rồi không do dự mà nhảy xuống. Đôi tay của ông cua quào trong đêm tối vài cái rồi lặng yên. Tiếng kêu cứu nhanh chóng biến thành tiếng gửi lớn. Đứa trẻ đó nổi lên khỏi mặt nước, còn cha của tôi thì không thấy đâu nữa. Tôi gần như quên mất cha tôi, người vô cùng vĩ đại trong mắt tôi, không biết bơi. Tôi chạy đến bờ sông. Cha ơi, lên đi, không có ai rơi xuống sông cả, hắn lừa cha đấy. Không có ai trả lời tôi, chỉ có dòng sông vẫn chảy. Cuối cùng tôi cũng tìm được người đến giúp, và kẻ chủ mưu đang đứng trên bờ, ung dung thu dọn đồ đạc tôi điên cuồng lao về phía hắn anh không được đi tại sao anh lại làm như vậy hắn nói gì đây hắn nói tôi chỉ đùa thôi mà tôi đâu có bảo ông ấy đến cứu tôi nhưng người kêu cứu cha tôi chính là hắn tôi bị hắn đá văng ra hắn là một đứa trẻ lớn tôi đánh không lại hắn hắn đứng trên cao nhìn xuống tôi không hề che giấu ác ý và sự ghét bỏ trong mắt một kẻ què chết tiệt còn học người ta làm anh hùng cha ơi cha xem đi người mà cha muốn cứu rốt cuộc là loại người nào anh trả lại cha cho tôi đi thấy hắn sắp rời đi tôi liền cắn vào chân hắn hắn đau chân kia liên tục đá vào đầu tôi đau quá nhưng tôi không thể nào để hắn đi cha tôi bị hắn hại chết rất nhanh từ xa có hai luồng ánh đèn xe chiếu tới tôi lớn tiếng kêu cứu tôi muốn họ đến giúp tôi hình như tôi sắp không chịu nổi nữa nhưng tôi đã sai họ kéo tôi ra như vứt một miếng rác ném tôi vào bờ sông cậu chủ về nhà trước đi chuyện còn lại chúng tôi sẽ giải quyết đứa trẻ đó lạnh lùng liếc tôi một cái chỉ buông một câu con sâu đo không biết tự lượng sức hắn về nhà rồi còn tôi thì sao nhà của tôi đâu chú giúp đỡ từ dưới sông lên vẻ mặt không nỡ lắc đầu với tôi không thấy người đâu cả cuối cùng cảnh sát cũng đến vớt thi thể cha tôi lên tôi bảo ông dậy đi tôi nói tôi đói rồi tôi muốn ăn cánh gà coca cola ông không trả lời tôi ngay khoảnh khắc đó bầu trời của tôi sụp đổ tôi kể với mọi người rằng cha tôi không tự nhảy xuống có người chơi ác có người lừa ông ấy đây không phải là tự sát cũng không phải là tai nạn nhưng không ai tin tôi không ai cả cũng không có ai đòi lại công bằng cho ông ấy cha tôi một người cha tốt như vậy rất nhanh đã bị người ta lãng quên sau khi cha qua đời, tôi bị đưa vào trại mồ côi. Mỗi đêm trong giấc mơ của tôi luôn xuất hiện khuôn mặt không sức sống của cha và tiếng cười của đứa trẻ đó. Không còn ai dùng bàn tay giàn nua thô giáp vỗ về lưng tôi, dùng giọng nhẹ nhàng để dỗ tôi ngủ. Không còn ai như dâng báu vật từ trong lòng lấy ra đồ chơi, xoa đầu tôi nói, dương dương nhà ta, thật là vất vả quá mà. Không còn ai dùng tấm lưng còng che chở cho tôi một mái ấm, tôi khóc mà tỉnh dậy, lại khóc mà ngủ tiếp. Tôi rất muốn kẻ hung thủ đó nếm trải mùi vị này. Ngày nào tôi cũng lên kế hoạch nên làm gì, thân phận của hắn hoặc là giàu có hoặc là quyền quý. Vậy tôi đành rình dập ở mỗi trường trung học quý tộc của thành phố C. Cuối cùng tôi tìm được hắn. Tôi biết hắn tên là Hà Tiêu. Cha hắn điều hành một công ty dược phẩm, cuộc sống giàu sang. Hắn vẫn thích bày trò, chặn người ta trong ngõ hẻm, dùng nắm đấm để nói chuyện. Sau đó, hắn đánh bị thương một nam sinh, hắn ra nước ngoài, hắn tạm thời rời khỏi tầm mắt của tôi. Tôi luôn nhớ lời cha dặn, cố gắng học hành, học hành chăm chỉ, đồng thời tôi cũng theo dõi sát sao động thái của nhà họ Hà. Lúc tôi học cấp 3, công ty của nhà họ phát triển loại thuốc mới, loại thuốc này đã gây ra chết người, số người bị hại lên đến 30 người. Việc này gây ra ồn ào lớn nhưng họ không phải trả giá gì cả trên tòa án chuyên gia đưa ra tài liệu chứng minh trong thuốc không có thành phần gây tử vong cho bệnh nhân tôi biết sự việc không đơn giản như vậy hà tiêu và cha hắn giống hệt nhau coi thường mạng người không từ thủ đoạn nhưng lúc đó tôi không làm được gì tôi chỉ có thể ra sức học học ngày học đêm cuối cùng tôi vào được trường đại học hàng đầu trong nước đại học chuyên ngành dược tôi dùng cả cuộc đời của mình để đánh cược thâm nhập vào nơi nguy hiểm của kẻ thù chỉ để bắt họ phải trả giá Tại đại học, tôi gặp Đinh Cảnh. Anh ấy là một tia sáng yếu ớt trong cuộc đời tăm tối của tôi. Dưới sự theo đuổi bền bỉ của anh, chúng tôi đến với nhau, nhưng khoảng cách giữa tôi và anh quá lớn, những gánh nặng trong cuộc đời tôi quá nhiều mà anh không phải là một trong số đó. Trong thời gian đại học, tôi đã hiểu ra nhiều điều. Công ty dược phẩm của gia đình họ Hà đang làm ăn khá tốt, để trở thành nhân viên nghiên cứu nòng cốt ở đó, tôi cần ít nhất 10 năm thậm chí là 20 hay 30 năm. Tôi không thể chờ lâu như vậy, tôi chỉ có thể lên kế hoạch lại. Bố Hà là người tàn nhẫn và quyết đoán, cũng từng là một người có tình cảm. Ông và bối tình đầu của mình, bà Tề, từng yêu nhau mãnh liệt, sống chết bên nhau. Chỉ là bố Hà vì công việc làm ăn mà chọn kết hôn thương mại. Bà Tề vì tuyệt vọng mà rời xa nơi đau khổ, định cư ở Úc. Bà ấy là ánh trong sáng trong lòng ông. Còn bà, sau nhiều bão táp cuộc đời có cuộc sống giàu sang nhưng chồng và con gái đều lần lượt ra đi. Giờ đây bà cô đơn, thường xuyên ở trong bệnh viện, rất cần người bầu bạn. Tôi đã chia tay Đinh Cảnh và không chút do dự đến Úc, tôi tiếp cận bà tề, chăm sóc bà tận tình, tôi che giấu sự tồn tại của bố mình, cố ý tỏ ra đáng thương trước mặt bà tôi từ nhỏ đã sống nhờ vào bữa ăn của hàng xóm không còn nhớ bố mẹ mình là ai nhưng tôi nhớ vòng tay của mẹ bà có mùi hương của mẹ tôi tôi dựa vào lòng bà nước mắt rơi đúng lúc bà cũng khóc không thành tiếng tôi đã dành hai năm để khiến bà tự nguyện tuyên bố ra ngoài rằng tôi là con gái thất lạc từ lâu của bà tôi có được thân phận phù hợp để tiếp cận hà tiêu Lúc đó, Hà Tiêu đã du học và trở về nước tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Tôi chủ động ứng tuyển làm thư ký của anh. Hồi nhỏ tôi gầy gò, Hà Tiêu không thể ngờ rằng thư ký xinh đẹp quyến rũ bây giờ lại là cô gái ngày xưa khóc đòi lại cha của mình. Là người mà anh từng gọi là con sâu nhỏ, không biết tự lượng sức. Tại buổi tiệc cuối năm của công ty, tôi đeo sợi dây chuyền mà bà Tề tặng và vô tình đụng phải Hà Phụ. Tôi hoảng hốt liên tục lùi lại. Xin lỗi, xin lỗi chủ tịch. Tôi... Ông ấy lịch thiệp đỡ tôi đứng vững, nhưng khi ánh mắt của ông dừng lại ở nơi cổ tôi, động tác của ông dừng lại, giọng ông run run. Sợi dây chuyền này... À, đây là món quà mẹ tặng tôi, tôi cười rạng rỡ Mẹ nói đây là món quà từ người mà bà yêu nhất. Bà hy vọng sợi dây chuyền này sẽ mang lại may mắn cho tôi để tôi gặp được tình yêu đích thực. Sợi dây chuyền này chính là món quà mà ba Hà tặng cho bà Tề. Nghe tôi nói, ông im lặng không nói gì có lẽ hơi buồn cười, nhưng mẹ tôi vốn là người lãng mạn, luôn giữ những kỳ vọng kỳ lạ, nhưng thực sự tôi đã gặp được người tôi rất thích. Ông chăm chú nhìn tôi, dường như đang tìm kiếm hình bóng của bà Tề trên gương mặt tôi. Mẹ của cháu là Tề Tinh sao? Tôi giả vờ ngạc nhiên. À, chủ tịch biết mẹ tôi sao? Ba Hà không nói rõ từng là người yêu của nhau, chỉ nói rằng họ từng là bạn học trung học và cùng học đại học. Mẹ cháu vẫn khỏe chưa? Tôi mặt buồn sầu bà ấy đã qua đời rồi ông không thể tin môi hơi hé ra rồi lặng lẽ đỏ hoe mắt từ sau buổi tiệc cuối năm ba hà chăm sóc tôi rất chu đáo cho đến một ngày ông hỏi tôi tại sao cháu lại chọn đến đây bà tề lấy chồng khá tốt cuộc sống sau hôn nhân sung túc con gái của bà ấy tự nhiên không cần phải làm thư ký nhỏ bé cho người khác tôi bất chợt đỏ mặt ba hà hiểu ý từ những dấu hiệu của tôi đưa ra ông biết rằng tôi đã phải lòng con trai ông đúng vậy đây chính là nước cờ tôi bày ra hà tiêu đào hoa bên cạnh chưa bao giờ thiếu phụ nữ tôi không chắc có thể giữ chân anh ấy tốt hơn là bắt đầu từ ba hà ông đã bù đắp tất cả sự thiếu sót với bà tể lên người tôi với sự hỗ trợ của ông tôi không chỉ thăng tiến lên vị trí quản lý của công ty mà hôn nhân giữa tôi và hà tiêu cũng diễn ra suôn sẻ như nước chảy thành dòng đình cảnh đừng nói lời ngu ngốc bà tề và chồng bà đều đã qua đời rồi không ai có thể biết danh tính thật giả của tôi hơn nữa thân phận con gái này là do bà tề chủ động trao cho tôi tôi có một người bạn tình cờ là bác sĩ điều trị chính của bà tề từ anh ấy tôi nghe được một điều rất thú vị bạn bè sau dù nhà họ đinh điều hành một bệnh viện lớn có mối quan hệ rộng rãi nhưng tôi không nghĩ bạn của anh ta lại tình cờ là bác sĩ điều trị của chính bà tề Đình cảnh đã điều tra tôi, nhưng chỉ là một bác sĩ điều trị thôi, anh ta có thể biết được điều gì chứ? Những việc mà nhà họ Hà còn lười không thèm điều tra, anh phí công để làm gì chứ? Tôi nhếch môi, cười một cách hở hững. Đình cảnh, chẳng lẽ anh vẫn chưa quên được tôi sao? Đúng là một kẻ si tình. Anh ấy không thể quên tôi, có lẽ vì 6 năm trước tôi đột ngột chia tay rồi biến mất không dấu vết chuyện này đã làm tổn thương lòng tự tôn và kiêu hãnh của anh dù sao anh cũng là con cưng của trời muốn gì có nấy chưa ai từng đối xử với anh như tôi đường viền hàm của đinh cảnh bất chợt căng cứng tôi nghĩ anh sẽ chối đây đẩy nhưng không ngờ phản ứng của anh lại như vậy tôi mím môi lạnh lùng nói chuyện giữa tôi và nhà họ hà không cần anh can thiệp tôi và hà tiêu cũng không dễ dàng ly hôn đâu nhóm máu ab và nhóm máu o không thể sinh ra đứa trẻ có nhóm máu o anh ấy quả thực rất tinh ý. Anh không hề tin rằng tôi là con gái của bà Tề. Nhưng vợ chồng họ đã qua đời rồi. Anh không thể dùng DNA để xác định mối quan hệ của chúng tôi nên đã điều tra nhóm máu của chúng tôi. Đình cảnh đẩy tôi vào tường, nghiến răng kèn két. Làm ánh, cô muốn lấy anh ta đến mức sẵn sàng bịa ra một con người khác để gả cho anh ta sau. Tôi không định tiết lộ sự thật cho anh ấy ngay lúc này dù sao người tôi muốn đối phó là bạn thân của anh ấy cũng là đối tác trong sự nghiệp của anh ấy anh ấy không nhất thiết sẽ giúp tôi không cần mạo hiểm đánh cược tôi nhún vai to vẻ nhẹ nhàng đúng vậy ai mà không muốn lấy chồng giàu chứ anh ấy muốn nói rồi lại thôi thật tiếc quá ngày xưa khi chúng ta yêu nhau anh cứ nhất định phải giả vờ là chàng trai nghèo nếu không thì giờ đây tôi đã lấy anh rồi tôi cố ý khoác tay lên vai anh nhưng anh quay mặt đi Đừng nói những lời làm tôi gây tởm. Tôi cười khẩy một tiếng buông tay khỏi anh. Đinh cảnh, đừng làm chuyện ngu ngốc. Ly hôn với tôi, hà tiêu chẳng được lợi gì. Dù bị lật tẩy, tôi cũng chỉ từ con gái ruột trở thành con gái nuôi mà thôi. Tình huống tồi tệ nhất chỉ là khiến cho hà phụ có chút hiểm khích với tôi. Nhưng thời gian thì vẫn còn dài. Tôi sẽ lấy lại được sự yêu mến của ông ta. Đừng vì tranh cãi mà khiến anh ta cạch mặt anh. Cũng đừng khiến tôi ghét anh đừng gọi tôi là lam ánh lam ánh đã không còn nữa tôi có ba cái tên bố tôi đặt tên tôi là dương dương nói tôi là mặt trời nhỏ của ông sau khi ông qua đời tôi sợ nhà họ hà sẽ không buông tha cho tôi nên tôi đổi tên thành lam ánh sau khi có quan hệ với bà tề tôi lấy họ của chồng bà đổi thành vu doanh doanh lần sau gặp tôi hãy gọi tôi là chị dâu như mọi người khác nhé nửa đêm hà tiêu mới trở về ba hà đang trong cơn giận bất ngờ đứng dậy tát anh ta một cái Nhìn xem mày làm chuyện tốt gì đây. Chuyện này đã lan truyền trên mạng, không biết ai quay lại video đám cưới và đăng lên mạng. Scandal của nhà giàu khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Ba, tôi hét lên rồi nhanh chóng chạy đến trước mặt Hà Tiêu. À Tiêu, anh không sao chứ, có đau không? Anh ta nhíu mày không nhìn tôi, nói với ba Hà. Chuyện của con, con sẽ tự giải quyết. Đây là chuyện của con sao? Con coi doanh doanh là gì? Con biết những người trên mạng nói khó nghe như thế nào không? tôi biện hộ cho anh ta. Ba, A à Tiêu cũng không muốn như vậy đâu. Ai mà biết lại đột ngột xuất hiện một đứa trẻ chứ. Doanh doanh là tiểu thư khuê các, vì con mà từ Úc đến đây, làm thư ký cho con, pha trả rót nước. Con thì hay rồi, con... Tôi ngắt lời của ba Hà. Ba, chúng ta đã nói rồi mà, không nhắc đến chuyện này nữa. Để tránh tạo áp lực tâm lý cho Hà Tiêu, tôi và ba Hà đã thỏa thuận tuyệt đối không đề cập đến việc tôi về nước là vì anh ta tôi chỉ nói với anh ta tôi là con gái của bạn học cũ của hà phụ để rèn luyện khả năng của bản thân mà đến đây hình tượng kẻ si tình luôn suy nghĩ cho người yêu này khiến cho ba hà càng yêu quý tôi hơn bà hà bất bình cho tôi cái con bé ngốc này còn đã làm cái gì thì phải nói ra chứ tôi im lặng nước mắt lăn qua má ba chuyện này con và a tiêu sẽ tìm cách giải quyết muộn rồi ba mẹ hãy lên nghỉ ngơi trước đi ạ cháu trai của nhà họ Hà chỉ có thể là do doanh doanh sinh ra thôi, còn tự liệu đi." Nói xong bà Hà vất tay đi lên lầu, tôi và Hà Tiêu cũng về phòng của mình, vừa vào cửa, anh ta đã kéo cổ áo trông rất bực bội. Lời bà nói là có ý gì? Câu chuyện tôi dựng lên cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Tôi kể với anh ta, tôi từ nhỏ cô đơn lẻ loi, dựa vào nỗ lực của mình thi đỗ đại học, Ngày lễ kỷ niệm 5 năm của trường, anh ta trong bộ vest đen thẳng thớm, phong độ ngời ngời xuất hiện. Sau đó, anh quyên góp một tòa nhà hỗ trợ vô số sinh viên nghèo. Những khó khăn mà cuộc sống mang lại khiến trải nghiệm và suy nghĩ của tôi vượt xa những người cùng tuổi. Vì vậy, tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, một người trưởng thành điềm đạm và giàu lòng nhân ái. Tôi luôn cố gắng mong muốn theo kịp bước chân của anh, mong rằng một ngày nào đó có thể đứng bên anh. Sau đó mẹ tìm thấy tôi, tôi mới biết hóa ra tôi không phải là trẻ mồ côi bà muốn tôi định cư ở úc tôi đã đồng ý với bà nhưng tôi luôn nhớ đến anh mẹ cũng nhận ra tình cảm của tôi trước khi qua đời bà đã động viên tôi hãy dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình điều mà anh không biết là ánh mắt tôi dành cho anh chưa bao giờ là sự ngưỡng mộ anh cũng không biết rằng những lời bà tề nói với tôi không phải là để tôi theo đuổi tình yêu mà là mong tôi có thể buông bỏ hận thù và sống tốt hoa ra bà đã nhìn thấy sự nặng nề đằng sau nụ cười của tôi tôi nói một lời xin lỗi từ ngày cha tôi qua đời tâm nguyện lớn nhất của tôi là đòi lại công bằng cho ông vì thế tôi không thể đồng ý với bà bà không ép buộc chỉ mỉm cười an yên bà nói sẽ ở trên trời dõi theo tôi hy vọng mọi điều tốt đẹp đến với tôi rồi bà mãi mãi chìm vào giấc ngủ sau khi xử lý xong chuyện ở úc tôi đã trở về nước làm thư ký của anh cũng chỉ là hy vọng có thể gần anh một chút dù hà tiêu không yêu tôi nhiều nhưng tôi vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp lúc này người phụ nữ xinh đẹp này không giấu diếm tỏ tình yêu thương với anh khiến lòng tự tôn của anh được thỏa mãn anh ta trông có vẻ cảm động những chuyện này tôi thực sự không biết tôi mỉm cười nhẹ nhàng anh không cần phải biết những chi tiết đó anh chỉ cần biết rằng tôi yêu anh tình cảm sâu đậm này khiến tôi buồn nôn nhưng diễn xuất bà đâu có gì đáng xấu hổ anh ta im lặng rất lâu rồi mới nói xin lỗi tôi cũng không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này hà tiêu à đúng là anh nên xin lỗi nhưng không phải vì chuyện này xảy ra mà là anh đã bỏ rơi tôi trước bao nhiêu người khiến tôi trở thành trò cười nhưng không sao tôi sẽ trả lại tất cả những điều đó thái độ của anh đã dịu đi tôi tranh thủ cơ hội anh định sắp xếp thế nào với đứa trẻ đây nếu anh thật sự thương con, có thể đón nó về nhà, dù sao thì đó cũng là con của anh, là dòng máu của nhà họ Hà mà. Nếu anh tin tưởng tôi, hãy giao nó cho tôi chăm sóc, còn không hãy để mẹ lo liệu. Mẹ vẫn luôn muốn có cháu bế, dù sao thì cũng không thể để nó thiệt thòi. Còn về phần ba, hôm nay ông ấy đang giận nên mới nói những lời như vậy thôi, tôi sẽ tìm cách để thuyết phục ông ấy chấp nhận đứa trẻ này. Sự hiền lành và rộng lượng của tôi khiến cho Hà Tiêu rất hài lòng anh thực sự tin rằng tôi yêu anh đến mức cam chịu, nhẫn nhịn, yêu cả người anh yêu. Vài ngày nữa tôi sẽ đưa con về để gặp bố mẹ. Về mặt tôi trầm xuống, anh nhanh chóng hiểu ý nói. Còn về trương điểm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Em là vợ của Hà Tiêu, không ai có thể lay chuyển vị trí của em hết. Anh rất yêu cô ấy có phải không? Hàng lông mày của Hà Tiêu đột nhiên nhíu chặt lại. Không có chuyện đó. Nói xong anh kiếm cớ đi tắm, vào trong phòng tắm, anh thực sự không yêu cô ấy sao? Vậy tại sao trong đám cưới lại bối rối, tại sao không màng tất cả để theo đuổi cô ấy? Đến giờ anh vẫn cứng miệng, hóa ra người tàn ác như Hạ Tiêu cũng có lúc rơi vào bẫy tình yêu. Tiếng nước trong phòng tắm róc rách, tôi rót một ly rượu vang đứng bên cửa sổ, nhìn xuống phong cảnh bên dưới, điện thoại reo lên, là một dãy số lạ. Không phải tôi làm đâu, là đinh cảnh, tôi sững người rồi lập tức hiểu ra anh đang nói gì. Ừ, tôi biết rồi, còn gì nữa không? Nếu không tôi cúp máy đây. Tôi tất nhiên biết không phải anh làm, đoạn video đó là tôi nhờ người quay rồi đưa lên mạng. Tiếng tút dài vang lên trong điện thoại, anh ta đã cúp máy trước. Hà Tiêu hành động rất nhanh, chưa đầy vài ngày đã đưa đứa trẻ về nhà họ Hà thật sự. Trương Điểm đã đặt tên cho con là Trương Hiền, cô ấy nuôi nấng nó rất tốt, khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu trên bàn ăn sắc mặt của ba hà lạnh lùng còn chắc chắn nó là con của con chưa hà tiêu nói đã làm xét nghiệm adn rồi không sai vậy con định thế nào đây đón nó về nhà họ hà để chúng ta nuôi dưỡng sau trương điểm không đồng ý chuyên gia cũng nói rằng để con ở bên mẹ tốt hơn con lợi cho sự phát triển của nó ba hà hử lạnh một tiếng ta thấy người phụ nữ đó chỉ là muốn dùng đứa trẻ làm cái cớ để con không thể không đến chỗ cô ta hà mẫu ngắt lời ông con còn nhỏ, đừng nói những lời như vậy. Tôi gắp miếng cá đã lọc xương đặt vào bát của đứa trẻ nói. Ba, mẹ, nếu như trương điểm không đồng ý thì thôi vậy. Hơn nữa, hiền hiền còn nhỏ, lại lớn lên với mẹ. Đột ngột bảo nó sống với chúng ta, cũng sợ nó có vết thương tâm lý. Thôi thì đợi nó lớn hơn chút nữa, cũng để cho A Tiêu và con nhiều thêm tình cảm, rồi hãy đưa về. Vậy cũng được ba hà thờ dài hà tiêu thường xuyên đến chỗ của trương điểm hơn họ còn thường xuyên xuất hiện dưới hình ảnh gia đình ba người tại nhà trẻ công viên giải trí nhà hàng tôi giả vờ không biết thực ra thì lại vui mừng khi thấy như vậy tôi còn nên cảm ơn trương điểm sự xuất hiện của cô ta khiến tôi không phải đối phó với hà tiêu có thêm nhiều thời gian và sức lực dành cho công việc vì vậy không lâu sau cha con nhà họ hà đã bị cơ quan thuế vụ đưa đi điều tra những tài liệu tố cáo nặng danh đó tôi đã thu thập từ lâu. Sau khi trở thành Hà phu nhân, quyền hạn trong tay tôi càng lớn hơn, làm việc càng dễ dàng hơn. Đây mới chỉ là hiệp đầu tiên và kịch hay chỉ mới bắt đầu. Nhiều tin tức bất lợi cho nhà họ Hà được tung ra. Nhà họ Hà vốn giỏi khoe khoang phô trương để mọi người nghĩ rằng họ ổn định. Bà Hà đã đặc biệt đưa tôi tham dự buổi dạ tiệc từ thiện. Tối hôm đó tôi dẫn theo Trương Hiền, Doanh Doanh. Còn đưa nó đến đây để làm gì? Bà Hà có chút không hài lòng với hành động của tôi. Mặc dù bà ấy thích trẻ con, nhưng mang một đứa con ngoài giá thú đến một buổi dạ tiệc chính thức như thế này thì rõ ràng là không phù hợp. Tôi cười buồn. Mẹ, đây là ý của Hà Tiêu. Anh ấy luôn muốn giới thiệu hiển hiện cho mọi người biết. Thế ra những lời dịu dàng bên gối của Trương Điểm thực sự có tác dụng. Chỉ trong vài tháng mà khiến cho Hà Tiêu nghe lời cô ấy răm rắp. Bà Hà thở dài, doanh doanh, còn phải cố gắng lên những ngày này bà hà luôn bận rộn tìm kiếm thuốc bổ cho tôi vậy mà bụng tôi vẫn không có động tĩnh gì tôi đương nhiên không muốn sinh con cho hà tiêu điều đó làm tôi thấy kinh tởm tôi cúi xuống nhìn trương hiền vuốt ve gương mặt nhỏ bé của nó hiền hiền phải ngoan nhé dì dẫn con đi gặp mọi người dù bà hà không muốn nhưng đến nước này cũng chỉ có thể giả vờ tình cảm thắm thiết giữa ông bà và cháu giới thiệu trương hiền với đối tác kinh doanh một số ánh mắt không có thiện ý rơi vào tôi nhưng miệng thì lại khen ngợi bà hà bà thật là hạnh phúc thật hạnh phúc cho bà hà quá tôi vẫn duy trì nụ cười đoan trang và lịch thiệp không chỉ vậy theo đề nghị của tôi bà hà còn nhân danh trương hiền quyên góp một số vật phẩm như thế chuyện trương hiền là dòng máu của nhà họ hà ai ai cũng biết khi đang bế trương hiền vào phòng vệ sinh tôi lại gặp đinh cảnh thực ra ngay từ lúc giả tiệc tôi đã cảm nhận được ánh mắt của anh lơ đãng rơi vào tôi Lần này anh hành động táo bạo hơn, chặn tôi ở cuối hành lang. rèm cửa dày bao quanh chúng tôi, trông thế nào thì cũng không giống như đang làm điều tốt. Tôi mặc váy hở lưng, đột ngột tiếp xúc với kính lạnh buốt ra thịt. Đình cảnh đưa tay, đặt giữa lưng tôi và tấm kính kia. Không gian nhỏ hẹp, hơi thở hòa quyện. Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh sao trong mắt tan vỡ. Anh im lặng, thái độ kỳ lạ này khiến tôi không hiểu, chỉ lạnh lùng hỏi. Anh muốn làm gì? Em còn định lừa dối anh đến bao giờ nữa Tôi không biết mình đã mắc lỗi ở đâu Em không lừa anh Anh ghé sát tai tôi Nói bằng giọng cực nhỏ Là em tố cáo Sao anh biết được Anh vẫn luôn âm thầm theo dõi tôi sao Tôi làm việc rất thận trọng Nếu không tôi đã không bỏ ra 4 năm Để thu thập chứng cứ của nhà họ Hà trốn thuế Anh tiếp tục hỏi tôi Em rốt cuộc định làm gì Nói cho anh biết đi Làm ánh về mặt anh bình thản đến bất ngờ, nhưng bàn tay đang nắm chặt cổ tay tôi thì lại run rẩy không ngừng. Đình cảnh, ngoài việc theo dõi tôi, anh không có việc gì khác để làm sao? Đúng. Anh ta thừa nhận, thần thái thản nhiên, như thể đó không phải là việc gì to tát. Nhưng cơn giận bỗng dưng nổi lên chiếm hết cả lồng ngực tôi. Anh từng là sinh viên y khoa xuất sắc nhất đại học. Vô số giáo sư không ngớt lời khen ngợi anh. Sau này anh còn phải trở thành chuyên gia hàng đầu trong ngành giống như cha anh đó là giấc mơ của anh anh nên hoàn thành nó nhưng giờ đây anh lại muốn dòm ngó kế hoạch của tôi can thiệp vào cuộc sống của tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì điều này sớm hơn rất nhiều so với lúc tôi định nói với anh mặc dù hà tiêu đã bị đưa đi điều tra nhưng vẫn chưa bị tổn thất nặng nề lập trường của nhà họ đinh sẽ không thay đổi vì vậy tôi không rõ đinh cảnh sẽ làm gì nhưng dù sao đi nữa, đã vậy mà anh chắc chắn rằng tôi đang đối phó với nhà họ Hà, nhưng vẫn chưa nhắc nhở họ. Thì đến giờ, chắc anh vẫn giữ trung lập. Anh không phải là giỏi điều tra lắm sao? Tự mình điều tra đi, đình cảnh. Dù anh có nói cho nhà họ Hà thì cũng có sao đâu chứ. Sau đó sẽ có một loạt phản ứng dây chuyền mà họ không thể ngăn cản. Hiền Hiền đang gọi tôi rồi, thất lễ. Chứng cứ tôi nộp lên rất đầy đủ. Chuyện họ trốn thuế không thể chối cãi. Cả tiền phạt và bổ sung, nhà họ Hà cần phải nộp mấy trăm triệu. Truyền thông rầm rộ đưa tin, cổ phiếu liên tục giảm giá. Sau chuyện này, bà Hà và Hà Tiêu đều tiểu tụy đi nhiều. Bà có tìm ra ai làm không? Hà Phụ tức giận nói, người trong công ty đều không có vấn đề gì. Có phải là lúc mày ăn chơi chắc đáng bên ngoài, bị người ta thấy sổ sách không? Tao nghĩ còn trường điểm có rất nhiều nghi vấn. Hà Tiêu xoa chán, không thể là cô ấy tao thấy mày bị nó mê hoặc rồi vừa ra ngoài đã đi tìm nó mày còn làm được chuyện gì nữa ba hà giơ tay lên định cho anh một cái tát tôi chớp lấy cơ hội chắn trước hà tiêu ba chuyện đã xảy ra rồi trừng phạt a tiêu cũng không thay đổi được gì cả ba hà nhìn tôi cuối cùng cũng hạ cánh tay xuống thời gian này vì quá lo lắng cho bọn họ lại phải gánh vác hầu hết công việc của bọn họ nên tôi gầy đi không ít đợi sau khi ba hà rời đi tôi mới nhắc nhở hà tiêu Giờ còn thiếu 30 triệu Nếu không nộp đủ số tiền này Anh sẽ ngồi tù đấy Tôi không nói hết câu Nhưng Hà Tiêu hiểu rất rõ hậu quả Anh ta là một người tham vọng Không hài lòng với việc chỉ quản lý doanh nghiệp gia đình Vì vậy anh đầu tư khắp nơi Không có nhiều tiền để có thể xoay sở Giờ đây vì đóng thuế bổ sung Anh đã tiêu hết tiền của ba Hà Và của chính mình Nhưng vẫn thiếu 30 triệu Làm thế nào đây Thiếu ra nhà họ Hà kiêu ngạo ơi Chỉ có thể chạy khắp nơi để huy động tiền Bà Hà tức giận đến run người nhưng cũng chỉ có thể giúp đỡ thu dọn mớ hỗn độn của con trai. Đã hơn 50 tuổi, ông còn phải hạ mình để cầu xin người khác. Nhưng tình hình hiện tại của nhà họ Hà không mấy khả quan, những người nổi danh trong giới tài chính đều là tinh anh, không ai dám chắc điều gì, chỉ chờ xem nhà họ Hà có thể xoay chuyển tình thế hay không. Trong khi họ đang lo lắng, tôi đã tìm đến anh trai của Đinh Cảnh, Đinh Hành nhất. Đình Cảnh rất giỏi về y học, sau này sẽ tiếp tục vinh quang của tổ tiên, trở thành viện trường và quản lý bệnh viện gia đình. Nhưng Đinh Hành nhất thì khác, anh ta đang rất thành công trong giới tài chính. Khi tôi đến, anh ta dường như không ngạc nhiên. Anh bảo thư ký mang cho tôi một ly cà phê, cười niềm nở, lễ độ không chê vào đâu được. Nhưng lời anh ta nói sau đó thì lại chẳng khác gì lời đuổi khách. À tiêu đã đến đây rồi. Gã này là kẻ mặt người giả thú, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Tôi nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói, mục đích của tôi và anh ấy khác nhau, anh ấy đến để mượn tiền, còn tôi đến để đưa ra ý tưởng cho anh. Anh ta nhướng mày, tỏ vẻ đang lắng nghe, nhưng tư thế ngồi thì lười biếng, rõ ràng không định nghe tôi nói một cách nghiêm túc, có lẽ anh ta nghĩ tôi nói khoác. Tôi nhớ bệnh viện nhà họ Đinh có một phần cổ phần nằm trong tay nhà họ Hà, quan hệ giữa hai nhà quả thực không tồi, nên các công ty của hai bên đều có cổ phần của đối phương. Công ty dược của nhà họ Hà cũng có một phần cổ phần thuộc về nhà họ Đinh. Nhà họ Hà hiện đang thiếu tiền, đúng lúc có thể ép họ bán rẻ cổ phần của bệnh viện. Như vậy sẽ hoàn toàn đá nhà họ Hà ra khỏi bệnh viện của nhà họ Đinh. Tôi tin rằng anh có cách thực hiện điều này. Đinh Hành nhất mỉm cười mà không nói, "Tôi cần tăng cường thêm lợi thế. Anh không cần phải lo lắng về quan hệ giữa hai nhà, dù sao thì quan hệ tốt cũng không thể làm cơm ăn." tôi lấy ra thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đã chuẩn bị sẵn. Có hai lý do khiến tôi nhất định phải gả cho Hà Tiêu. Một là sau khi trở thành người nhà, quyền hạn trong tay tôi thực sự lớn hơn trước. Thứ hai, ba Hà đã dùng cổ phần của công ty dược để làm xính lễ cho tôi. Tất nhiên, của hồi môn của tôi cũng không tầm thường. Phần lớn những gì bà Tề để lại cho tôi đã vào túi của nhà họ Hà chắc chắn anh có cách để thuyết phục các cổ đông khác ủng hộ anh cộng với phần của tôi công ty dược của nhà họ hà có thể đổi tên tôi không lo lắng anh ta sẽ từ chối tôi năm xưa thuốc của nhà họ hà gặp phải vấn đề để giảm thiểu tổn thất nhà họ hà đã không biết dùng cách gì đổ hết sai lầm cho các bác sĩ trong số những bác sĩ đó có không ít người là người của bệnh viện nhà họ đinh mặc dù số tiền bồi thường không nhiều sau đó nhà họ hà cũng đã bồi thường cho nhà họ đinh nhưng có những thứ tiền bạc không thể bù đắp được chẳng hạn như danh tiếng từ đó trở đi danh tiếng của bệnh viện nhà họ đinh không còn được như trước quan hệ giữa họ và nhà họ hà tự nhiên cũng sẽ trở nên nhạt nhòa nụ cười trên mặt đinh hành nhất mới thật sự hiện lên vài phần chân thật xem ra anh ta rất hài lòng với kế hoạch của tôi không tốn chút công sức có thể đá nhà họ hà ra khỏi bệnh viện nhà họ đinh lại có thể thâu tóm công ty dược của nhà họ hà rất có lợi a cảnh nói không sai xem ra cô và nhà họ hà thực sự có thủ oán tôi khẽ nhíu mày bài diễn thuyết của cô rất xuất sắc nhưng cuối cùng nên làm như thế nào vẫn phải xem ý của a cảnh chưa kịp để tôi phản ứng bức tường trong văn phòng đột nhiên có một khe hở đằng sau tường là một phòng nghỉ và đinh cảnh đang đứng đó im lặng nhìn tôi toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng tôi vừa rồi anh đã nghe thấy hết đinh hạnh nhất nhún vai bà đã giao một phần cổ phần cho cậu ấy nếu như a cảnh không đồng ý kế hoạch của cô không khả thi khuyên nhủ đinh cảnh việc này lẽ ra nên giao cho anh ta giờ lại rơi vào tay tôi đinh hạnh nhất quả thực là người lười biếng văn phòng chỉ còn lại hai chúng tôi tôi từ tốn uống một ngụm cà phê đi đến trước mặt anh đã điều tra ra gì chưa Khác với sự khiêu khích của tôi, Đinh Cảnh đứng bất động như một bức tượng nặng nề. Ánh mắt rũ xuống, đường nét xương hàm căng cứng, yết hầu chậm rãi chuyển động, phát ra âm thanh trầm đục và khó hiểu. Anh hỏi tôi, tại sao không nói cho anh biết, anh sẽ giúp em. Chắc hẳn anh đã biết được điều gì đó. Đinh Cảnh, em không tin tưởng bất kỳ ai. Trước lợi ích tuyệt đối, mọi người đều sẽ chọn lợi ích. Trước đây tôi chia tay anh vì không muốn kéo anh vào vòng xoáy báo thù. Sau khi gặp lại, tôi càng không có tư cách để cầu cứu anh và cũng không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ vì tình yêu hão huyền này mà bất chấp mối quan hệ tốt đẹp với nhà họ Hà để giúp tôi. Dường như bị sự lạnh lùng trong mắt tôi làm tổn thương, anh đột ngột nắm lấy tay tôi, định kéo tôi vào lòng. Tôi không kịp tránh, loạn choạng một cái, đẩy anh ngã liên tiếp. Sau đó, cả hai chúng tôi đều ngã xuống giường. Anh cố ý làm thế, nhưng tôi không vạch trần anh. Mùi thuốc khử trùng quen thuộc thoang thoảng làm cay sống mũi tôi. Tôi nghe thấy nhịp tim của anh dần hòa nhịp với tôi. Chúng tôi đều không cử động, như có sự đồng điệu trong tâm hồn, tận hưởng bầu không khí yên bình hiếm có này. Xin lỗi, bây giờ mới trở về bên em. Chỉ một câu nói đó khiến tôi rơi lệ. Sau khi ba tôi ra đi, phần lớn thời gian tôi đều ở một mình. Tôi một mình mang nặng quá khứ, gánh vác trách nhiệm chưa hoàn thành không có ai để tâm sự, cũng gần như không có ai chiến đấu bên cạnh tôi. Anh nâng khuôn mặt tôi lên, nghiêm túc đặt một nụ hôn lên trán tôi. Cứ làm những gì em muốn, anh luôn ở bên em. Ừ, Lam Lam, trước đây em tên là Lưu Miểu phải không? Tôi bật cười, một lát sau lại cảm thấy đau lòng. Tội ác mà Hà Tiêu từng gây ra cho chúng tôi chẳng để lại dấu vết gì trên thế giới này. Cũng không còn nhiều người nhớ đến người cha quá đỗi lương thiện của tôi. Không, em là dương dương ba em bị hà tiêu hại chết bởi một trò đùa ác ý khác với những người khác cha tôi không chết vì thuốc độc tôi kể cho đinh cảnh nghe quá khứ quá đôi u ám của tôi nghe xong anh trông còn giận dữ hơn cả tôi nữa tôi an ủi anh em đã làm đến bước này rồi quả báo sắp đến rồi anh ôm chặt tôi em đã vất vả nhiều rồi xin lỗi anh xin lỗi vì những lời đã nói trước đây anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em nhưng anh anh thở dài là anh quá trẻ con. Anh không tệ như những gì mà mình đã nói, anh nhận ra điều bất thường, luôn điều tra tôi nhưng cuối cùng anh không tiết lộ nửa lời nào cho người nhà họ Hà. Điều quá đáng nhất anh làm là thốt ra những lời cay nghiệt trước mặt tôi. Bây giờ mới biết mọi chuyện, có muộn không? Anh thận trọng nhìn tôi, trong mắt anh lấp lánh ánh sao không khác gì 6 năm trước. Tôi bật cười lắc đầu, vẻ mặt này trông không giống anh chút nào rồi anh cứ đứng nhìn tôi ánh mắt kiên định và đầy yêu thương tình cảm bị kìm nén bấy lâu như thủy triều dâng trào mãnh liệt gần như lấn át tôi chúng tôi càng ngày càng gần nhau đó là một nụ hôn sau nhiều năm xa cách lúc này bên ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa nói chuyện xong chưa nếu không kết thúc người nhà họ hà sẽ đến đòi gửi đấy đình cảnh nhíu mày buông tôi ra đợi tôi chỉnh sửa lại trang phục xong anh mới nói vào đi Đình Hành Nhất nhìn căn phòng nghỉ ngơi bừa bột, im lặng một lúc bật cười khẽ. Hai người chọn chỗ hay thật đấy. Mặt tôi đỏ bừng. Tôi xin phép đi trước. Khoan đã. Đình Cảnh lại gần tôi, hàng mi khẽ rung, đầu ngón tay xoa nhẹ khóe môi tôi. Son môi bị lem rồi này. Ánh mắt trêu chọc của Đinh Hành Nhất rơi trên người chúng tôi. Tôi ho khan vội vàng rời đi. Trở về nhà họ Hà, tôi buộc phải giả vờ như đang lo lắng. Hà Tiêu mặt đầy giận dữ, có lẽ lại bị ai đó từ chối ở đâu đó a à, tiêu cha mẹ em có vài mối quan hệ ở úc để em thử xem họ có sẵn lòng giúp đỡ không sắc mặt anh mới dịu đi đôi chút được rồi vậy em đi tìm họ đi giọng điệu ra lệnh nhưng tôi không giận dù sao anh cũng chẳng còn được vui vẻ bao lâu nữa chào hỏi xong với người nhà họ hà ngày hôm sau tôi đã lên máy bay ban đầu mỗi ngày tôi gọi điện cho hà tiêu để báo cáo tình hình anh cũng kể lể với tôi rằng hôm nay lại bị từ chối như thế nào Đinh Hành Nhất đúng là tên chó chết, còn đòi lại cổ phần bệnh viện. Anh mắng trời cắn chặt không chịu nhả mấy phần cổ phần này. Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ, không sao đâu, anh ta không muốn chúng ta tìm cách khác. Không còn cách nào khác. Nhà họ Hà trước đây đã làm nhiều chuyện thất đức, ai cũng biết. Ngay cả nhà họ Đinh luôn thân thiết với nhà họ Hà cũng đứng ngoài. Những người khác tự nhiên cũng không muốn dính vào vũng nước đục này. Sau đó tôi gọi điện cho anh ba ngày một lần, rồi ba ngày thành năm ngày. Tôi thích thú tận hưởng sự lo lắng và bất lực trong giọng điệu của anh ta. A à, Tiêu, chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này, đừng lo, nhưng hạn trả nợ càng ngày càng gần, làm sao anh có thể không lo lắng đây? Bên đó em thế nào rồi? Em đang thăm bạn cũ của ba, ông ấy nói có thể cho em mượn 4 triệu. Bấy nhiêu tiền thì làm được gì? Tôi kiên nhẫn an ủi anh, chúng ta từ từ gom góp sẽ xoay sở được thôi mà. Từ từ sao? Em muốn anh từ từ sao? Nếu như không nộp đủ tiền, anh sẽ phải ngồi tù đấy. Nếu không được, chúng ta hãy bán cổ phần bệnh viện cho nhà họ Đinh đi. Vu doanh doanh, đầu em có vấn đề sao? Tôi cười lạnh một tiếng cúp máy. Sau đó tôi ném chiếc thẻ SIM xuống biển. Tôi đến Úc là để nghỉ dưỡng, thỉnh thoảng gọi một cuộc điện thoại giống như đùa giỡn với Hà Tiêu. Đây là khoảng thời gian thư thái hiếm có, gió biển mặn mà, nắng chan hòa. Trong lúc Hà Tiêu đường cùng, cuối cùng anh ta đã bán cổ phần bệnh viện sau khi trả hết nợ khi anh ta tưởng mình đã nhẹ nhõm công ty dược tổ chức đại hội cổ đông tôi cũng đã về nước dưới ánh mắt của bao người tôi đầy cửa phòng họp tháo kính dâm chào cha con nhà họ hà lâu quá không gặp hà tiêu tức giận suýt đập bàn đứng dậy em đã đi đâu vậy đi nghỉ mát nắng úp gắt quá làm em bị dám nắng tôi đưa tay ra trước mặt anh ta này anh nhìn xem bà hà trông già đi nhiều doanh doanh con có vẻ như họ vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề họ vẫn nghĩ rằng tôi chỉ đang giận hà tiêu mà thôi tôi liếc mắt nhìn ba hà khẽ gật đầu với đinh hành nhất mọi người đã đến đủ rồi bắt đầu thôi bầu không khí giữa đinh hành nhất và hà tiêu căng thẳng như dây đàn vì sai lầm của hà tiêu việc trốn thuế bị phát hiện cổ phiếu giảm liên tục những điều này đã đụng chạm đến lợi ích của các cổ đông họ tự nhiên không hài lòng với hà tiêu cộng thêm sự mua chuộc của đinh hành nhất quả nhiên các cổ đông đều quay lưng lại dù các người đều ủng hộ anh ta thì có thể làm gì chứ phần cổ phần trong tay tôi hà tiêu không nói nữa anh ta chợt nhớ ra điều gì đó đinh hành nhất cười nhỏ nhã cầm thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần nếu thêm phần này nữa thì sao ba hà nhìn tôi không thể tin được hà tiêu đập bàn đứng dậy chỉ tay vào tôi mắng vô doanh doanh cô bị điên à trong mắt họ tôi là người ngoan ngoãn yếu đuối là một người vợ và con dâu rất mực nghe lời nhưng lúc này đây tôi lại xé bỏ lớp vỏ cừu non bộc lộ con người thật bên trong. Bất ngờ không? Tiếp theo đây còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Mắt hà tiêu trận ngược lên vớ đại một vật gì đó ném về phía tôi. Đồ phản bội vô liêm sỉ. Tôi không né tránh để mặc điện thoại đập vào chán. Hành vi bạo lực gia đình của ông Hà mọi người đều thấy rồi đấy. Tôi mỉm cười bình thản với Hà Tiêu. Tôi sẽ đưa chứng cứ liên quan cho tòa án. Chúng ta ly hôn. Mạch máu trên chắn Hà Tiêu nổi lên xông về phía tôi, nhưng chưa kịp chạm vào tà áo của tôi đã bị đinh hành nhất đấm ngã xuống đất. Đánh phụ nữ thì là cái thá gì chứ? Cảnh tượng hỗn loạn bảo vệ lao đến tách hai người ra. Nhìn bộ dạng bầm dập của Hà Tiêu tôi không nhịn được cười thành tiếng. Khi đi ngang qua anh ta tôi khẽ nói một câu. Đồ đần độn. Đình cảnh đợi tôi ở dưới lầu Nhìn thấy vết thương trên đầu tôi Anh lập tức muốn lên lầu tìm Hà Tiêu để đánh nhau Tôi cản anh lại nhưng anh quay đầu tìm Đinh Hạnh nhất nổi nóng Anh, anh làm cái gì thế Làm làm lên đó là giúp anh Không phải để bị đánh đâu Anh chẳng phải học tán thủ sao Đánh không nổi Hà Tiêu thì làm đàn ông kiểu gì Càng nói thì càng quá đáng Tôi giật lấy điện thoại của anh cúp máy Lam Lam, nhà họ Hà không thể quay về nữa Anh đã tìm được nhà rồi Dạo này em phải cẩn thận một chút Hà Tiêu và ba anh ta đều nham hiểm Hay là thời gian này anh dọn đến ở chung với em nhé Cũng tiện để bảo vệ em Tôi nhướng mày Em chưa ly hôn Anh không ngại Không được Anh cũng không níu kéo chuyện này Đến tối khi tôi ra ngoài đổ xác Vừa vặn gặp anh Bất ngờ chưa Anh vừa tắm xong Khăn tắm chỉ quấn ngang hông Lộ ra tám múi cơ bụng Mái tóc ướt dính trên trán Thậm chí ánh mắt cũng như phủ một lớp sương mù Anh cố ý Nào có ai tắm xong lại mở cửa nhà chứ Tôi nhìn anh từ đầu đến chân Phải tập nhiều hơn Anh không hài lòng với phản ứng của tôi bĩu môi quay người vào nhà anh dọn sang ở đối diện nhà tôi lấy cớ bảo vệ tôi thực chất thỉnh thoảng sang nhà ăn uống may mà tâm trạng tôi tốt không thèm chấp phạt với anh chưa kịp để cha con nhà họ hà lấy lại tinh thần sau cú sốc nặng họ lại bị cảnh sát bắt đi tại sao ư vì năm xưa để che giấu sự cố thuốc họ đã làm nhiều việc phi nhân tính ví dụ như đe dọa gia đình bệnh nhân thậm chí giết gia đình bệnh nhân ngày mở phiên tòa một nhân chứng quan trọng đã xuất hiện đó là trương điểm người đã biến mất kể từ khi hà tiêu bị cơ quan thuế vụ bắt đi hà tiêu à sự tự dối mình của anh đến đây là chấm dứt rồi mẹ hà từ hàng ghế khán giả bật dậy cô điên rồi sao nó là cha của con cô đây trương điểm nhìn thẳng vào hà tiêu từng lời từng chữ không anh ta là kẻ thù của tôi anh còn nhớ tôi không cha tôi bị anh đánh chết đây các người biết rõ có vấn đề nhưng không làm gì cả các người chưa bao giờ nghĩ đến việc khắc phục hậu quả sau khi mẹ tôi chết gia đình bệnh nhân tụ tập lại chúng tôi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề các người thấy lợi dụng không thành liền đe dọa cha tôi cuối cùng giết chết ông ấy tôi nói đúng không hà tiêu đúng vậy cô ấy mới chính là lưu miểu nhà họ hà giàu có quyền thế còn lúc đó cô ấy chỉ là một nữ sinh trung học cô không làm được gì chỉ có thể mở to mắt nhìn hà tiêu để một tên côn đồ chịu tội thay còn anh ta thì vẫn sống an nhàn sung sướng vì vậy cô ấy lẩn trốn trong đám đông phẫu thuật thẩm mỹ đổi tên dùng thân phận hoàn toàn mới để tiếp cận hà tiêu cô ấy không giống tôi cô ấy dùng tình cảm làm vũ khí có thể khiến hà tiêu tổn thương sâu sắc hơn những năm qua Chúng tôi, những gia đình bệnh nhân sống trong tội lỗi và sợ hãi. Cuối cùng các người đã sụp đổ. Chúng tôi mới dám đứng ra, nói cho thế giới biết các người đã làm những gì. Hà Tiêu run rẩy dữ dội mắt đỏ lên, anh ta không dám nhìn cô ấy. Hey, Hà Tiêu cũng như cha của mình, cũng là một kẻ si tình. Xin lỗi, anh nói với trương điểm như vậy. Cô đáp lại anh, anh hãy chấp nhận sự trừng phạt đi, đồ chó chết thật mạnh mẽ, tôi giơ ngón tay cái về phía cô ấy. Sau khi phiên tòa kết thúc, chúng tôi cùng nhau đi ăn một bữa. Tôi nâng ly trước, chúc mừng cô. Cô mỉm cười với tôi, cũng chúc mừng cô. Chúng tôi đã quen biết nhau khá lâu rồi, chuyện của ba tôi không để lại chứng cứ gì, muốn Hà Tiêu chịu sự trừng phạt của pháp luật phải tìm được những chứng cứ phạm tội khác. Tính cách kiêu ngạo ngang ngược của anh ta không phải một sớm một chiều mà có tự nhiên cũng không thể một sớm một chiều mà mất đi. Quả nhiên, từ nạn nhân của vụ thuốc tôi phát hiện ra manh mối. Lưu miểu đã biến mất. Người nhà họ Hà bận rộn trăm công ngàn việc, có 30 gia đình chờ họ xử lý. Làm sao phòng bị được một nữ sinh trung học nhỏ bé chứ? Tôi tìm suốt 5 năm mới tìm được Lưu Miểu. Lúc đó cô ấy đổi tên thành Trương Điểm là một trong số nhiều tình nhân của Hà Tiêu. Nhưng cô ấy mang thai, không muốn cho Hà Tiêu biết. Vì vậy tôi đưa cô ấy sang Úc trong vô số đêm đen, chúng tôi nương tựa vào nhau, tính toán đối phó cha con nhà họ Hà thế nào. Trong những chứng cứ tôi nộp, tờ hóa đơn quan trọng nhất là do cô ấy chụp gửi cho tôi. Hà Tiêu tin cô ấy hơn nhiều so với tin tôi. Ngay từ đầu, đây là cây bẫy ngọt ngào dành cho họ. Trương điểm đối phó Hà Tiêu, tôi đối phó với ba Hà. Chúng tôi đã thành công. Sau khi cha con nhà họ Hà vào tù, tôi và Trương Điềm đưa Hiền Hiền đến thăm họ. Chỉ có Hà Tiêu xuất hiện trong phòng gặp mặt. Anh ta gầy đi nhiều, trông có vẻ sống không tốt. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt chế giễu như đang nhìn một đống rác. Hiền hiền, con đến thăm ba sau. Hiền hiền lùi lại một bước. Thằng bé 5 tuổi rồi, nhớ lời mẹ dặn rằng người đàn ông trước mắt không phải là người tốt. Hiền hiền, ba là ba con đây, đến gần để ba xem nào. Hiền hiền không động đậy ánh mắt cầu xin của anh ta truyền sang trương điểm. Trường Điểm cũng nhìn anh ta như nhìn một đống rác. Ngược lại tôi mở lời, Hà Tiêu, tôi đến để mang đến cho anh một bất ngờ. Đây là lần cuối cùng Hiền Hiền đến thăm anh, vì anh không phải là cha của thằng bé. Cơn giận của anh ta nhanh chóng bùng lên, Hiền Hiền là điểm yếu của anh ta. Cô đang nói linh tinh cái gì đây? Anh nhìn kỹ xem, đây là gì? Tôi ném kết quả giám định huyết thống cho anh ta, trên đó viết rằng hai người bọn họ không có quan hệ cha con nào cả. Lần đầu anh thấy tờ giấy đó là do tôi làm giả thôi, còn tờ này mới là thật. Tại sao Trương Điềm phải ra đi nơi khác? Vì đứa bé cô ấy mang không phải là con của Hà Tiêu. Tôi đã nói từ trước, đây là một ván cờ lớn. Tôi cố ý dẫn đứa trẻ đến buổi dạ tiệc từ thiện để nó xuất hiện trước mặt mọi người. Ba Hà không phải sĩ diện lắm sao? Hà Tiêu không phải thương đứa bé này lắm sao? Vậy tôi cứ phải nói cho bọn họ biết đứa bé này là giả. Nó và họ không có chút quan hệ nào cả. Không chỉ vậy, tôi còn cho mọi người biết nhà họ Hà ngu ngốc đến mức coi một đứa trẻ không có quan hệ máu mù gì với họ là báu vật hà tiêu sững sờ một lúc lâu trương điềm không phải như thế này em nói với anh không phải như thế này đi anh ta như một con thú dữ rơi vào bẫy gào thét rên rỉ thì ra anh ta cũng biết đau đớn Vù doanh doanh tôi chưa từng đắc tội với cô trương điềm mở miệng nói câu đầu tiên từ khi đến đây anh thậm chí không biết mình đã phạm tội gì sao anh không chết sớm đi loại người như anh sống trên thế giới chỉ tổ tốn không khí anh căn bản không xứng làm người xuống địa ngục đi tôi cười đúng vậy anh cũng không nghĩ xem loại người như anh làm sao xứng có con được hà tiêu còn lâu mới đến ngày tử hình anh sẽ nhớ lại thôi hà tiêu run lên vì tức giận nắm đấm liên tục đập vào kính nhưng tôi không còn là đứa trẻ bị người ta thao túng ngày xưa nữa giấy thỏa thuận ly hôn mong anh sớm ký nếu không tôi không đảm bảo mẹ anh sẽ bình an vô sự đâu anh ta bị cảnh sát dẫn đi niềm vui lan tòa trong lồng ngực tôi gần như bật khóc vì vui sướng Bà ơi, bà thấy không? Con đã làm được rồi. Mẹ đỡ đầu, đừng khóc nữa. Hiền hiền không biết từ khi nào đã trèo lên ghế. Dùng đôi tay nhỏ bé lau nước mắt cho tôi. Mẹ đỡ đầu đừng buồn. Sau này hiền hiền sẽ bảo vệ mẹ. Tôi hôn lên má cậu bé một cái. Mẹ đỡ đầu không buồn. Sau này khi con lớn lên sẽ biết thôi. Khi người ta vui nhất sẽ khóc. Cậu bé như hiểu như không gật đầu rồi giơ tay về phía tôi. Hiền hiền đói rồi, muốn đi ăn cơm. Cậu nhảy xuống khỏi ghế, Tôi và Trương Điểm nhìn nhau cười, mỗi người nắm một tay hiền hiền, chạy về tương lai thuộc về chúng tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn hồn lễ đen tối qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.